Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Chiều ngày 2 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Châu Thành đang phối hợp với Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Long An điều tra nguyên nhân một phụ nữ tử vong với nhiều vết thương trên người do kéo gây ra. Sáng cùng ngày, sau khi nhận tin, Công an huyện Châu Thành đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường ở xã An Lục Long, huyện Châu Thành và phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An để khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Qua tìm hiểu, nạn nhân tên H, 43 tuổi, ngụ xã An Lục Long, huyện Châu Thành. Hiện công an đã xác định được nghi phạm là một người đàn ông 47 tuổi, ngụ cùng địa phương với nạn nhân. Theo đó, công an đang lấy lời khai xác minh làm rõ động cơ gây án. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra xác minh, điều tra làm rõ. Do ghen tuông đi chém nhiều người, một nạn nhân tử vong. Vụ án mạng kinh hoàng do ghen tuông xảy ra tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã gây chấn động dư luận. Nghi phạm Trần Văn Dương, 39 tuổi, trú tại phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính, đã sử dụng hung khí tấn công khiến 3 người thương vong. Theo thông tin của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, công an phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, Hải Dương đã bắt giữ Trần Văn Dương là nghi phạm trong vụ việc. Trưa ngày 29 tháng 6, Dương nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với NPG, tên viết tắt, 39 tuổi, cùng trú tại phường Thái Thịnh nên đã tìm và phát hiện vợ mình tại một nhà nghỉ ở thành phố Hải Dương. Tại đây, Dương đánh bị thương vợ mình và đi xe máy về nhà mẹ anh G là bà PTK, tên viết tắt, 63 tuổi, trú tại phường Thái Thịnh và dùng hung khí tấn công khiến bà K tử vong. Chồng bà K là ông P, tên viết tắt, cũng bị Dương chém trọng thương phải đi viện. Dương tiếp tục cầm hung khí đi xe máy đến nhà anh NVH, tên viết tắt, bị nghi là tình nhân cũ của vợ, cách nhà bà K khoảng 300m, rồi tiếp tục tấn công anh H. Anh H sau đó bỏ chạy, không truy đuổi được, Dương chạy lại lấy xe máy của bố anh H dựng ở sân nhà, rồi bỏ trốn. Sau khi nhận được tin xảy ra tại nhà bà K, công an phường Thái Thịnh đã lập tức xuống hiện trường và truy tìm nghi phạm. Khi Dương vừa bỏ chạy ra khỏi nhà anh H, đã bị công an bắt giữ. Công an thị xã Kinh Môn sau đó đã bàn giao nghi phạm cho công an tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều tra. Đâm trọng thương vợ hờ vì ghen tuông. Vào ngày 20 tháng 5 trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trọng Nghĩa, 22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nghĩa và NTKN, tên viết tắt, 19 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, sống với nhau như vợ chồng. Quá trình sống chung, Nghĩa và N thường xảy ra cãi nhau và Nghĩa còn ra tay đánh N nên N bỏ đi thuê trọ ở thị xã Tân Châu. Khoảng 19 giờ ngày 18 tháng 4, Nghĩa đi đến nhà trọ tìm N để kêu về và chở N đi nhậu với bạn. Trong lúc nhậu, Nghĩa nghi ngờ N có người khác, sinh ghen tuông nên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Nghĩa điều khiển xe mô tô chở N về nhà trọ. Khi đi đến khu vực khóm Long Thị Giờ, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, sợ về nhà bị Nghĩa đánh nên N đã nhảy xuống xe bỏ chạy vào một quán nước bên đường. Nghĩa đuổi theo và dùng hung khí tấn công N nhiều nhát, gây thương tích 28%. Vụ án sau đó được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ. Công an truy tìm kẻ sát hại mẹ vợ và vợ cũ ở Hải Dương. Ngày 25 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát đi thông báo truy tìm Dương Đình Luyện, kẻ đã sát hại mẹ vợ và vợ cũ hôm 23 tháng 6 tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 23 tháng 6 năm 2024 tại khu dân cư Tường, phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Quá trình điều tra xác định Dương Đình Luyện, 39 tuổi, thường trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh. Người thực hiện tội phạm hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu điều tra. Luyện có nốt ruồi cách 3cm trên trước mép phải. Khi bỏ trốn, Luyện mặc áo phông cộc tay có cổ màu xanh, quần bò màu xanh, đi xe máy hiệu SH màu trắng, biển kiểm soát 34B2-70686. Mọi thông tin cung cấp có giá trị cho việc bắt giữ sẽ được xét thưởng. Nếu ai cố tình che giấu đối tượng, phương tiện sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trước đó ngày 24 tháng 6, trao đổi với báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo phường Văn An thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết nạn nhân thứ hai cũng là vợ cũ của nghi phạm trong vụ án mạng trên đã tử vong. Vào chiều ngày 23 tháng 6, do mâu thuẫn, Dương Đình Luyện, 39 tuổi, trú thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
điện thoại gọi vợ cũ là chị TTNA, tên viết tắt, về nhà nói chuyện. Sau đó Luyện chạy ô tô bán tải màu xanh, chưa rõ biển số, đến nhà bà H, tên viết tắt, mẹ ruột của chị TTNA, ở phường Văn An, thành phố Chí Linh. Tại đây, Luyện đã dùng hung khí sát hại bà H và chị TTNA. Sau đó, Luyện lái ô tô rời khỏi hiện trường. Ngay sau sự việc, hai mẹ con bà H bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, do vết thương nặng, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, bà H tử vong. Đến hơn 23 giờ, chị A cũng đã không qua khỏi. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Văn An, Luyện và A đã ly hôn và họ có một con chung. Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an thành phố Chí Linh khẩn trương truy bắt Luyện. Hai vợ chồng và con gái bị sát hại, công an truy bắt người con rể. Trước đó vào ngày 25 tháng 1, ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng khiến ba người trong gia đình bị sát hại. Nạn nhân bị tử vong là hai mẹ con. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành, Công an tỉnh Nghệ An đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng. Nghi phạm là Hoàng Văn Lan, 46 tuổi, chú huyện Yên Thành, đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo người dân, khoảng 8 giờ sáng 25 tháng 1, nghe tiếng kêu cứu và tiếng khóc lớn từ gia đình ông Thái Duy Lai, bà Nguyễn Thị Phiên, chú xóm Sơn Phú, xã Đồng Thành, người dân sống gần đó đã chạy đến kiểm tra. Khi đến nơi, người dân phát hiện ba người trong nhà bị sát hại. Theo đó, vợ của Lan là chị Thái Thị Tính, con gái bà Phiên, đã tử vong ở sân. Bà Phiên tử vong trong nhà, còn ông Lai bị thương nặng. Ngay sau đó, ông Lai được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nghi phạm là con rể Hoàng Văn Lan bỏ chạy khỏi nhà bố mẹ vợ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an xã Đồng Thành có mặt bảo vệ hiện trường, giúp người bị thương và báo cáo sự việc lên công an huyện Yên Thành. Được biết, Lan vừa chấp hành xong án phạt tù vừa trở về địa phương, đã ly thân với vợ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Thành, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Nghệ An sau đó tiếp tục điều tra vụ án. Giải quyết mâu thuẫn tránh xung đột giữa vợ chồng. Đã có rất nhiều sự việc đau lòng thời gian qua chỉ bởi những khúc mắc giữa hai vợ chồng, khiến không kiểm soát về lời nói, thậm chí là cả về hành vi, khiến cho một trong hai người phải đau khổ dằn vặt. Theo đó, các chuyên gia tâm lý đã chỉ ra một vài phương thức giải quyết mâu thuẫn giữa hai vợ chồng một cách đơn giản nhất, mang đến hiệu quả và tránh được sự xung đột, không như mong muốn. Mâu thuẫn giữa vợ chồng cũng xuất phát từ việc không giải quyết tận gốc, khiến cho mọi việc tích tụ và bộc phát vào đúng thời điểm. Đôi khi, việc nhẫn nhịn trong suốt một thời gian dài sẽ làm cho các cặp vợ chồng mệt mỏi, bực bội và gây nên những khó chịu ở trong lòng, bởi không thể giải tỏa hay tìm tiếng nói chung. Do đó, để giải quyết mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, các cặp đôi nên giải quyết triệt để tận gốc sự việc. Đôi khi, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng có thể bắt nguồn từ những việc đơn giản, vụn vặt, cho đến những vấn đề lớn hơn nếu cả hai không sớm tìm phương án giải quyết. Ngoài việc giải quyết triệt để tận gốc sự việc, các cặp đôi cũng nên thẳng thắn bày tỏ quan điểm riêng. Điều này sẽ khiến cả hai thêm hiểu nhau hơn và dễ dàng hóa giải những khúc mắc đã có từ lâu. Trong trường hợp cả hai chưa đủ bình tĩnh để nói chuyện, hãy tạm lánh mặt chờ đến khi đối phương ổn định về mặt tâm lý cũng như có thêm thời gian suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Lời khuyên từ bạn bè thân thiết sẽ giúp các cặp vợ chồng có phương hướng giải quyết tốt hơn cho hai người. Bạn bè thường có những cách nhìn nhận, đưa ra những lời lẽ mang tính tích cực để các cặp đôi có thể dựa vào đó tham khảo, cân nhắc trước khi đưa ra quyết định về mối quan hệ của hai người. Bạn bè cũng được xem là nhân tố quan trọng để có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nhằm hỗ trợ hay chỉ đơn giản là lắng nghe vợ chồng giải bày tâm sự, giúp các cặp đôi giảm bớt căng thẳng, âu lo và có những nhìn nhận sự việc đúng đắn. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.